chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Phấn là series đá BMT đi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ có clip BMT rất là độc lạ nhé các bạn nhé. À, sút BMT cầm này này, sút này. Và cự ly rất là gần nhé các bạn nhé. Thì sẽ có 4 người chơi ở Vấn tìm nha, nhà vô địch. Thì bây giờ chúng tôi sẽ bốc thăm nhá. Vẫn như mọi ngày, thăm rất là đơn giản nhá. Để bốc xem ai gặp ai ấy. Rồi. Thế bên này đấy, thế bên này rồi đấy. Đó rồi, đấy, đây bên này giếng này có thăm nhá các bạn nhá. Giếng đâu? Anh đặt ra tay là chẳng biết. Rồi, rồi. Vậy là giếng gặp Vinh ở trận bán kết 1, tôi sẽ gặp Hiếu ở trận bán kết thứ 2 nhá. Tôi xuống trước nhá. Quay này tôi đóng thành qua mặt anh Dưỡng để cho anh Dưỡng đi nắp răng sứ nhá. Ông giờ này răng anh Dưỡng khắp khảnh lắm. Cho Vinh ra cả ngày thật các bạn ạ. Bóng hơn này cứ dơ mặt ra anh đỡ là trong mày đá mặt thế này. Đây là trong này ra. Hẹn đọc đấy. Chó to là đỡ mặt được. Liệt lắm. Rồi không lấy nhiều quả đầu tiên của Vinh. Rồi tốt đi. 1-1. Bắt được các bạn ạ. Khó bắt chứ đâu phải dễ đâu. Chưa, có thứ hai nhá. Rồi, có thứ hai nhá. À, có thứ ba nhá con ơi. Đấy. Thôi tao bảo rồi, kiểu gì cũng sao. Tung này kiểu gì ông nào cũng ra ngoài. Em đi đi tung này là trước suối mù ra là sao ra ngoài. Yếu đi đấy đi. Sút ra tận tận sang mấy nhà gì. Tao miệng lắm. Các bạn ơi. Phá lắm các bạn ạ. Phá đi đâu phá các bạn ơi. Tôi đến là tôi cái bóng này nó nhẹ xong gió nữa. Hôm nay đang gió to rồi các bạn ạ. Trước khi làm video phải dặn Vinh. Dặn gì anh? Đá nó nhẹ thôi. Tí mọi người tí anh xem tí mọi người tí thằng Hiếu nó còn bay hơn em. Thằng Vinh đặt nó sút sang tận bên này này các bạn. May không xuống ao ấy. Qua nhà qua ao qua thế không? Thế tôi lực mạnh không? Quả đấy mà có dính thì chắc là dưới đi lắp thật sự. Cái bóng này nè, các bạn ơi, bóng này nè, đập cũng đất xong nảy lên đường chứ không phải là lên đường luôn. Rồi chắc kia là nó dính xanh các bạn ơi. Cái một dấu kìa. Bóng vẫn dính nước và dính bèo tấm này các bạn này. Ừ. Rồi vẫn dính bèo tấm đập xuống ao xong nảy lên đấy các bạn nhá. Thế bây giờ mới yên. Tôi thế. Cho các bạn đây. Cái nhà từ tận từ cái chỗ cái xe kia các bạn. Đấy. Đá sang tận đây. Vừa quả thứ ba đấy tôi tấu hài thôi nhá. Để cho nó buồn cười thôi, thì ra là quả này tôm sút mạnh. Tôi phải cố gắng vào 3 quả nữa. Quả thứ tư ở bên trên nẻ. Gần vào một chút này. Quả thứ tư ở bên trên nẻ. Quả lực tốt đấy Vinh ạ. Quả tập sáng ngang luôn các bạn. Ngay từ đây rồi có sức căng của anh thế rồi này. 4-1 các bạn ơi, 4-1 thì khả năng Vinh thua rất là cao. Vinh mà thua trận này thì chắc với tôi đám anh Hiếu tôi cũng thua Hồ Hiếu này. Để trận 3-4 là tôi hành thằng Vinh mới được. Cố gắng lên. Rồi, ông ra. Quả thứ 5 của Vinh thì nẻ. Các bạn đừng sợ gì. Tóc chẳng mặt. Bao 5-2 rồi các bạn. Khả năng Dưỡng đóng tôi quả này chắc thì... Gửi hết răng. Anh xuất mạnh để làm gì? Chỉ có Vinh thì nẻ xuất mạnh như những người bỏ dép ra văng dép vào mồm em ấy. Những người đẳng cấp thì chơi luôn nhá. Những người đẳng cấp thì chơi luôn nhá. Anh bỏ dép ra văng dép vào mặt thật đấy. Thằng này cứ sợ chứ này. Thế quả đầu tiên là Dướp. Đấy thế anh xuất đấy. 1-0. Rồi. Không vào. 1-0. Cái bạn nào ngồi đấy, bà người bóng vào mặt đấy. Có cần cho em cùng cô đâu? Thôi để cho đồng minh chụp đi. Bà thứ 3. 3-1. Này, Vinh đang bị múa. Thế thắng Vinh thì Vinh vào một quả. Vinh vào 2 quả. Còn cuối cùng à? Gì đấy, gần quá. Gần quá. Cái quả bóng này bóng hơi nó đi nhanh lắm. Tôi thua anh Dưỡng các bạn. Đấy, thua được. Thua rồi. Thắng 3-2 nhỉ? Ok, thắng 3-2. Rồi các bạn ơi, với trận bán kết đầu tiên Dưỡng đã vào chung kết nhá. Thì giờ sẽ là trận thứ 2 của tôi và Hiếu. Tôi sẽ bắt trước nha các bạn nhá.
5 vào 5 các bạn ạ, 5 vào 5 thật. Các bạn này, anh Côn khuyên cái tội gái sớm thì thật sự không ra ngoài hết. Không, các bạn bảo tôi là yếu kém quá rồi, từ clip này tôi bắt đầu chơi thật nhá các bạn nhá. Đã kêu gần. Đã căng ghê mà. Đã chín lé anh ấy chọn. Các bạn này còn thật sự luôn đấy các bạn. Không kịp đẩy bóng luôn các bạn ơi. Bóng đi nhanh không nhìn thấy gì luôn các bạn ơi. Một vào một nhá. Này các bạn ơi. Phụng Ly con đứng đây. Chơi cái lét lét cười của yêu tôi. Căng lại. Chú đề mạnh lên. Rách cả lưới. Rách lưới thì không đẩy được luôn. Rồi các bạn ơi. 2 vào 2. Tôi đã bảo rồi, clip này tôi đã thật rồi các bạn ơi. Dù ơi, em bắt hay em né đấy. Mình né ra này, né ra bắt này này. Quả thứ ba của tôi sẽ đá kiểu phát bóng như thủ môn nhé các bạn ạ. Không vào. Các bạn ơi, không được 5 vào 5 rồi. Quả đóng kinh thật nhưng mà rất tiếc em ơi. Và bắt tiếp đi em ơi. Anh còn 2 quả nữa đúng không? Ừ. Hai quả này anh xịt ra ngoài hết, một xịt em cản được. Phá, hai là anh xịt luôn. Không bao giờ cản phá được, trừ khi anh mắc sai lầm. 3 vào 2 ạ, quả thứ 3 mắc sai lầm. Thì cố gắng quả thứ 4, thứ 5 không mắc sai lầm nhá. Quả thứ 4 thôi. Sao anh? Thế nào anh? Thôi, tôi đá 5 vào 3 là có cơ hội chiến thắng rồi. Anh chỉ có 5 vào 2 thôi, quả lại anh là nước cửa. Hết rồi chú. Không, mình cứ đá cái thẳng thế này, có bắt đá mấy kia nó lệch các bạn. Đá cái kỳ vào thôi chứ. Quả thứ 3. À, đâu, quả cuối cùng như đá ra rồi. Cũng đẩy được mà. Đóng mắt được. Thế là đẩy được. Các bạn ơi, tiếc quá, hai quả cái mắc sai lầm. Thế đây giờ đến lượt tôi bắt gôn nhá, tôi đã cố gắng cản phá. Các bạn ơi, giờ đến lượt tôi sút cho tôi toàn nhờ dòng nhắm vào mặt anh Côn hết các bạn ạ. Các anh Côn bớt cười đi. Cô chuẩn bị chưa? Máy, ngu. Các bạn ơi, tôi không để anh Côn nói tôi ngu nữa nhá, tôi nói thật này. Anh chuẩn bị chưa? Lên trời này, lên trời này, lên trời này. 2 và 1. Bắt đi anh Côn này, quả này không bắt được. Quả thứ 3. Này này. Vào phải chứ vào. Tôi chỉ nhắm vào mặt anh Côn thôi các bạn ạ. Rồi, 3 và 2. Anh chuẩn bị chưa? Rồi, quả thứ 4. Này. Và anh cố bắt được tôi các bạn. Tôi phải cố gắng đẩy quả này mới đưa thằng Hiếu vào hiệp phụ các bạn ơi. Để nó vào là nó thắng. Anh chuẩn bị chưa? Rồi. Anh Côn, tôi hại anh Côn luôn các bạn ạ. Anh ơi, anh nói gì đi. Thế chết rồi các bạn là vậy. Đấy, thì ngay từ đầu tôi đã bảo rồi, tôi sẽ để thua thằng Hiếu để tôi vào 34 thôi, gặp Vinh thôi, hành Vinh mà các bạn ơi. Vậy là trận bán kết thứ hai đã có kết quả nha. Hiếu sẽ vào chung kết gặp Dướng, thì trước khi trận chung kết đá thì chúng tôi sẽ đá trận 34 trước nha. Thì bình thường trận 34 đá 3 quả cơ, nhưng mà hôm nay tôi có cơ hội hành Vinh thì trận 34 sẽ đá 5 quả bình thường nhá. Vinh bắt chưa, đá trước. Anh Côn gáy thế thôi, thực ra là đần lắm các bạn ạ. Biết sút đâu mà. Đấy, sút mấy quả của Hiếu sượt cả hai đấy các bạn. Thì hôm nay tôi anh Côn hành tôi thì tí tôi hành lại sợ gì. Thì hy vọng là cái trận 34 là tôi không mắc sai lầm nhá. Quả đầu tiên anh Côn. Một đầu một. Mở cái mắt ra. Quả thứ hai. Thế quá là vui nè, cản phá được quá nè các bạn ơi. Đau ơi, đánh đau ơi, đỡ mò đau. 2 và 1, quả thứ 3. đang é, đang é. Các bạn ơi, quả tưởng cản phá được rồi đã định he he rồi, nhưng bóng vẫn bay vào lưới các bạn ạ. Quả thứ 4.
Vậy là 3 và 2 nhé các bạn nhé. Quả 4. À, cùng anh con 4 và 3. Cầm đi. Bắt được sao siêu. 5 và 4 nha, nhưng mà thắng ai cũng thắng, thắng Vinh thì cứ coi là cũng không ấy lắm các bạn ạ. Các bạn này, trình của anh Côn bây giờ chỉ thắng được Vinh thôi, chứ làm gì có thắng được ai nữa. Con đồ đà lắm các bạn. Phòng đang ngồi trước mà để con còn bắt nạt Vinh rồi. Ông Vinh có đá nữa. Ôi tiếc mà. Các bạn ơi, vừa anh Côn sút vào bụng với cả sườn tôi, quả tôi sút đóng thẳng vào mắt, vào mồm, vào mắt, cho nó đi nắp đại sứ nhá. Pháo hai em chuẩn bị về. Quả đầu tiên của Vinh. Con quả đấy bảo con chắc nắm mắt nắm mũi bảo ạ. Thật. Tôi chỉ cần trúng người được rồi. Trúng người thôi, các bạn ơi, trúng người thôi. Không cần điệu. Phải trúng bộ hạ, trúng người thì đúng giữa bộ hạ luôn. Các bạn ơi, thấy chưa? Tôi không cần nhiều, tôi chỉ cần tôi cho anh Côn thôi. Tì tôi các bạn ơi. Đấy. Đấy, bốn đứa rồi vẫn cho tịt. Giữa bộ hạ luôn đây rồi. May mà cái quả này là quả bóng truyền hơi đấy, nếu mà quả bóng đá ra thì thôi thì chắc thì quả bóng đá ra được như thế nữa. Quả bóng đá nó chẳng lực. Ta có lực tung nên là có lực ăn. Quả bóng đá lực nó hơn, nó bóng nó nặng hơn. Ui ôi. Các bạn, tôi không còn gì, tôi bây giờ tôi lại nằm mặt. Quả tôi thẳng, thẳng cứ thẳng vào mặt tiếp đó. Này đi anh ơi. Các bạn ơi, quả là Vinh thì nó khả năng nó thua rồi, nhưng nó đóng vào chim tôi này là nó thắng rồi. Thắng còn gì nữa. Anh cô chỉ vào người với cả sườn tôi thì cho phát rồi. Còn nằm vè vè. Còn vè tửa tôi, vè tôi cho phát vào mặt. Vào mắt là vào. Quả thứ 3 của Vinh. Con đi, con đi, con bắt à? Quả vẫn đau chán trước, không cảm bảo vệ. Các bạn ơi, anh Côn không bắt được quả đấy các bạn. Mấy nào ơi? 3 thôi anh ơi. Quả thứ 4. Con đi, con đi, con đi. Ở cùng ơi, ông Côn vào 3 quả. À, 4 quả. Các bạn, quả cuối cùng này. Đi dấu vào mặt. Có nhẹ vèo vào tay. Đùa anh Côn cũng sợ các bạn đấy. À, các bạn ạ, thằng Vinh nó thua tôi ở trận 3-4, nhưng nó đóng tôi vào một trái ở đấy vẫn cay các bạn. Không khác gì tôi thua nó luôn. Thế trận 3-4 này đã có kết quả nha. Thì bây giờ sẽ là trận chung kết các bạn ơi, chung kết nha. Tôi gặp anh Hiếu nha. Các bạn ơi, tôi gặp Dưỡng lâu lắm rồi, thật sự lâu lắm rồi mới gặp lại Dưỡng đá penalty. Vừa tuần trước xong sao? Bóng bóng đá penalty bằng bóng. Vừa tuần trước xong còn gì? Tuần trước đâu em ơi. Thì trận này tôi cố gắng đóng một mặt Dưỡng như các bạn. Nhằm một mặt Dưỡng rồi các bạn. Ờ, cho anh Hiếu ra trước. Không đóng đi đâu nha các bạn nha. In dấu để cho Dưỡng nhớ nha các bạn nha. Bắt bài vậy, đứng thế này bắt bài. Nhắm mắt bị chưa? Ừ, các bạn ơi, quả đầu tiên của Hiếu. Nhắm mắt vào nha. đứng cao, quả bắt bài vào cho đá một người. Một đó một. Em ơi, tập trung vào thật đấy. Em thấy chưa? Vào thẳng đây đi rồi. Giữa này đi vào đất vào giữa rồi. To lưng cái gì? Đỏ gì? Đỏ mặt gì? Đỏ mặt thôi. Dân chưa thể ơi. Thao thế nào chuyện bình thường. Em ơi. Bạn em tập trung vào được rồi. Anh em cố tình em đứng này để chắn bóng mà em đoán đứng này em chắn bóng thôi. Yếu rồi. Em cố tình em né để chắn bóng. Bạn làm thế nào để Dưỡng về quê này cho bạn lại sút thẳng mặt thế. Các bạn lại Dưỡng lâu lắm mới được về quê, tôi lại sút vào mặt Dưỡng này chết giả các bạn ơi. Giờ đó không đây. 2 và 1. Giờ đỏ đứng như giờ tôi chơi đập chặt thôi. Bạn thứ 3. Đá thế, đá. Anh nhưng mà kéo góc đi kìa. Anh nói đi anh ơi. Anh cô ơi. Qua đi kìa. Quả thứ 3 xin rồi, quả thứ 4. Ờ các bạn ơi, vậy là quả thứ 3 Hiếu đã xịt nhá. Vậy là 3 và 1 à. Rồi, chờ sẽ là quả thứ 4. Các bạn ơi, tôi cố gắng vào mới vô địch được các bạn nhá. Mặt rồi Hiếu ơi. Wow. Vẫn vào các bạn ơi.
4 vào 2. 4 vào 2 rồi. Trời ơi, đoán cao lên là 5 rồi đó anh ơi. Cao lên gì? Quả là 5 này. Yếu rồi kiểu như là yếu kiểu như là thương dưỡng sao ấy, chúng ra ngoài để cho đỡ một mặt dưỡng. Tại sao vào đánh quả bóng truyền hơi vào người làm sao thì nó chả chảy nước mắt. Rồi bây giờ được em bắt, em có cơ hội trả thù anh. Trả thù cái gì, anh đùa đá thế đá. Vậy là Hiếu vào hai quả nhưng mà đóng vào một quả vào mặt đấy, là tại dưỡng nó không bắt nữa. Được rồi, chặt hết rồi. Quả đầu tiên là dưỡng. Ui đi em, tại em ơi. Thì em xuất mạnh vâng chân mạnh lên để anh bắt nào. Cho tôi cười, Hiếu nước mạnh lắm. Không. Nhớ rồi. Rồi một quả vào thôi. Tôi vẫn có cơ hội chiến thắng. Các bạn thằng Hiếu nó đi bộ độ nó sợ gì đau đâu mà. Xuất cho vào. Ôi không, thấy chưa? Xuất nhẹ thôi. Mà đây mà tôi không bắt được kiểu anh bạn. Anh sao bạn em xuất sạt bây em chỉ xuất sạt thôi. Vậy là hai đã vào một, giờ đây là quả thứ ba. Cố gắng mạnh lên. Quả này khó thật sự luôn các bạn ơi. 3 vào 2. Ê, tôi hai quả nữa để chiến thắng anh Hiếu mà. Không mà hai quả nữa em không vào đâu, em nói thật đấy. Anh nói thật đấy em ơi. Nhẹ tay làm sao vào anh em ơi. Còn một quả nữa mà anh. Quả cuối cùng. Vào là vô rồi. Yeah. Chưa đá nhẹ các bạn, đá mạnh em gì. Ok, tôi là người chiến thắng nha các bạn nhá. Yeah. Các bạn ơi, hai quả dưỡng xuống hai góc này rất nhẹ nhưng mà tôi đổ người không kịp tại vì bóng hơi nó đi nhanh ấy. Anh không phải dơ người như em đây là dùng mặt để chắn thế này. Không thì dưỡng làm sao vô địch được các bạn ơi. Đây, đáng cái sợ trốn ở dưới này thì chả không bắt được. Đứng phải đứng cho mặt cho thế này ơi. Em sút sẹt thì anh đứng thẳng lên làm gì? Đúng không? Biết anh đứng thẳng lên làm sao mà ngại được bóng mà bắt được em. Tại sao anh biết em sút sẹt? Các bạn ơi, cái giá của chiến thắng là các bạn là hết mà. Các bạn ơi, với cái giá của chiến thắng là thế nào không? Đấy, thì phải ý là cái bóng này đi nhanh thì mình sẽ phải đoán hướng trước cho đứng thẳng thôi. Chứ bây giờ càng cúi này càng nhiều góc người ta đá. Rồi các bạn ơi, vậy là trận chiến đá BMT theo kiểu cầm tay sút dưỡng đã là nhà chiến thắng rồi. Rồi các bạn thích chúng tôi làm cái gì thì các bạn cứ bình luận bên dưới video nhá. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.